Hi everyone, it's Miss Huyen here, okay? Today we are going to study about days of the week, các ngày trong tuần. Hầu hết thì các từ ở đây các bạn đã biết nghĩa rồi phải không nào? Cô cũng không có mục đích để hướng dẫn các bạn về nghĩa. Cô chỉ có mục đích là hướng dẫn các bạn về cách phát âm những từ này làm sao cho chuẩn các bạn ha. Thường thì những cái ngày dễ các bạn đọc được rồi, nhưng có 3 ngày đó là thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Ba ngày này các bạn thường đọc sai nhiều. Vậy thì các bạn thử coi video này xem là mình đọc ba từ này đúng chưa các bạn nhé. Bên ngược là Monday. Monday, A là A các bạn nhé. You này, to, Tuesday. Tuesday. Mình có thấy 3, 4, 5 đều có chữ S ở giữa phải không các bạn? Đó. Tuesday. This one Wednesday. Wednesday. Rất là nhiều bạn đọc cái thứ tư này là Wednesday hay là Wednesday đều sai các bạn nhé. Wednesday. This one TH đưa lũ nè. Thursday. Thursday. Thứ sáu nè, Friday. Friday. Thứ bảy, Saturday. Saturday. Thứ 8, chủ nhật, Sunday. Sunday. Các bạn nhìn nha, từ thứ 2 cho tới thứ chủ nhật, dấu nhấn đều là vào âm đầu tiên. Vậy thì các bạn nhớ, dấu nhấn đặt ở đâu thì âm tiết ngay sau nó sẽ được nhấn. Những âm tiết còn lại chúng ta sẽ hạ tông xuống, hạ giọng xuống. Các bạn không đọc là Monday, Sunday hay là Monday, Sunday. Các bạn sẽ đi lên này, Monday, Sunday. Nào, các bạn đọc thử coi, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yeah. Đối với ngày thứ ba, người Anh sẽ đọc là Tuesday, còn người Mỹ thì sẽ thích đọc là Tuesday. U dài các bạn nhé, Tuesday. Rồi, ngoài cách đọc là chữ J này ra, họ còn một cách đọc nữa là chữ J này họ đọc thành chữ D. Thì họ sẽ đọc là Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tùy các bạn chọn cái nào cũng được. Thông thường chúng ta sẽ chọn cái đọc chữ J để cho nó dễ các bạn ha. Rồi, weekdays là các ngày thường từ thứ 2 cho tới thứ 6. Ví dụ chúng tôi mở cửa ngày thường. Ngày thường tức là từ 2 tới thứ 6 sẽ là weekdays. Các bạn lưu ý từ week. Từ week. Sorry các bạn, thiếu chữ K. Weekday có nghĩa là các bạn hay đọc là week, nó sẽ là y dài nha các bạn nha. Week. Weekdays, ok. Nếu nó bỏ chữ S tức là weekday không có S, cái này có nghĩa là bất kể một ngày nào đó trong tuần, ngày thường ha. Weekend. Weekend. Các bạn có thể đọc theo kiểu nhấn vào âm hai weekend theo cách của người Anh hay theo cách của người Mỹ sẽ là weekend. Weekend ha. Rồi, các bạn nhìn thấy ba chữ này đều có hai chữ này đều có t. Chữ t của nó các bạn không đọc là today, tomorrow. Chữ ơ này đọc rất là ngắn các bạn nhé. Today, today, tomorrow. O ngắn này, tomorrow. And this one, someday, một ngày nào đó trong tương lai. I will visit Korea someday. Tức là một ngày nào đó tôi sẽ đi thăm gì đấy. Korea, tôi chưa biết ngày nào nữa nhưng mà có thể là một ngày nào đó trong tương lai. Ok, so someday. Someday này các bạn viết cách là cũng được các bạn ha. Rồi, the other day, một ngày trước đó, một ngày nào ha. Cái này có hai chữ TH các bạn để ý nè. The, trước nguyên âm. The other. The other day. The other day. The other day. Rồi, các bạn tiếp nhìn xong bên này. Các bạn đã biết sáng chiều tối rồi ha. Morning, afternoon, evening. Trước cái buổi này chúng ta sẽ dùng dưới từ in nha, in. Nhưng mà các bạn nhìn nè, morning, m là phụ âm, thì chúng ta sẽ đọc cái từ này là the. In the morning. The morning. O dài các bạn ha, sẽ ngược o dài. In the morning. Nhưng mà buổi chiều và buổi tối bắt đầu bằng một nguyên âm A và E, thì chúng ta sẽ đọc chữ này là chữ gì? The. In the afternoon. Nhớ vào chữ noon các bạn nhé. In the afternoon. And this one, in the evening.
In the evening. Các bạn hay đọc là either lắm. Đọc đọc nhanh nhé. Evening. In the evening. Rồi, nhưng mà tối khuya, 11, 12 giờ khuya, chúng ta không dùng là in the night, in the night. Chúng ta sẽ dùng là at night, at night. Ok? Rồi, nếu như mình muốn nói là vào buổi sáng thứ hai, buổi chiều thứ ba, buổi tối thứ năm, thì mình chỉ cần gì đây? Để ngày đằng trước và buổi đằng sau các bạn nhé. Nhưng ở đây chúng ta dùng giới từ on. Trước ngày, thứ, chúng ta luôn luôn dùng giới từ gì? On. Trước buổi thì chúng ta dùng giới từ gì đây các bạn? In. Trường hợp đặc biệt là gì đây? At. Nhưng nếu như mà không cần biết, chỉ cần biết là trong cái đó nó xuất hiện là thứ hay là ngày, thì nó có đi kèm với buổi hay là với tháng, với năm, các bạn luôn luôn dùng, ưu tiên dùng giới từ on các bạn nhé. On Sunday morning, on Tuesday afternoon, on Sunday evening, on Tuesday night. Các bạn thích ngày nào các bạn thêm vô, buổi nào các bạn thêm vô, chỉ cần ngày đứng trước, buổi đứng sau, giới từ on đằng trước, ok? Rồi, chữ này các bạn không đọc là next, next hay là next, next các bạn nha. Đó là chữ E. Next, next, next week, next week, ok? And this one, next weekend, các bạn đã học từ gì đấy? Weekend, ở bên này rồi. Next weekend, chữ này là từ last. Next, sorry các bạn, next week, tuần tới, next weekend có nghĩa là gì đây các bạn? Cuối tuần tới. Còn last có nghĩa là gì? Trước. Last week, week, các bạn lưu ý chữ y dài nha. Last week có nghĩa là tuần trước. Last weekend, cuối tuần trước. Last night, tối hôm trước. Ok, last week, last weekend and last night. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi coi một vài ví dụ các bạn nhé. Oops. Chúng ta sẽ lấy một vài ví dụ liên quan tới việc mà chúng ta phải dùng ngày các bạn ha. Các bạn cố gắng nhớ cái thứ mấy ta? Thứ 3, thứ 4 và thứ 5 các bạn nhé. Tuesday, Wednesday, Thursday đều sẽ ở giữa các bạn ha. Ok. Example nè. Hôm nay là thứ mấy? What day is it today? Hôm nay là ngày thứ mấy? Ví dụ chúng ta chọn là hôm nay là ngày thứ hai đi ha. Today is Monday. Câu thứ hai nè. Khi nào chúng ta gặp nhau? When will we meet? Ví dụ chúng ta sẽ gặp nhau vào we will meet on, ví dụ chủ nhật đi ha, hay là thứ bảy đi ha. On Saturday, thứ bảy, nhưng mà thứ bảy sáng hay chiều hay tối? On Saturday morning nha. Morning. Okay. Số 3 nè. When will, when do đi. When do we have English? Ví dụ mình học trường, đại học, hay là mình là học sinh cấp 2, cấp 3 ha. Mình không nhớ là khi nào mình có môn tiếng Anh nữa. Không biết là ngày nào, thứ nào mình có, thì mình hỏi bạn mình coi. When do we have English? We have English on. Ngày nào đi? Ví dụ mình chọn là mình chọn hai ngày. Ví dụ Tuesday and Thursday. Nhưng mà tại vì cái thời khóa biểu đó mình học, tại vì ngày nào nó cũng có, thứ ba nào, và mỗi thứ ba và mỗi thứ năm, thì mình sẽ phải thêm S đằng sau các bạn nhá. Được chưa? Tại vì mỗi thứ ba, mỗi thứ năm, tại vì nhiều ngày thứ ba, nó sẽ lặp lại như vậy, thì mình sẽ dùng là thêm S, Tuesday, Thursday, ok? Các bạn có thể chỉ cần trả lời ngày cũng được, nhưng mà cô muốn các bạn trả lời dài để làm sao nghe cho nó lịch sự các bạn nhé. Ok, các bạn tự chọn ngày cho mình ha, phù hợp. Rồi, phiên âm nè, o ngắn. What, what,
day, a day. E is it today? Mình mới học today nè. What day is it today? What day is it today? Rồi mình trả lời là today is Monday. Today is Monday. Today is Monday. Okay? Câu thứ hai nè. When will we meet? Các bạn nha. Các bạn đừng nói là meet nha các bạn. Meet meet. When will we meet? When will we meet? Okay? Mình sẽ nói là we will meet. Họ viết lại cho các bạn. We will meet on. On ngắn là on Saturday. Saturday morning. Mình mới học các bạn ha. Morning. We will meet on Saturday morning. We will meet on Saturday morning. Right. When do we have a bè các bạn nha. Have English. English. Okay. When do we have English? Okay. When do we have English? Vậy thì các bạn sẽ nói là gì đây? We will have English on. We have English on Tuesday and Thursday. Okay? We have English. English on Tuesdays and Thursday. We will have English on Tuesday and Thursdays. We will have English on Tuesdays and Thursday. Okay, that's all for today. Thanks.